Phi Yến chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Và chúng ta đến với cuộc trò chuyện cùng vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là anh Nguyễn Công Nguyên, giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Chào anh Nguyên, rất vui được lại gặp anh trong chương trình sáng nay. Vâng, thưa anh thì phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường lại tiếp tục giằng co, áp lực bán vẫn nghiêng về các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên là một cái dấu hiệu cũng đáng mừng, đó là dòng tiền vẫn duy trì ở mức tốt. Thế thì anh đánh giá như thế nào về cái tâm lý của nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại? Thị trường đã vượt qua cái đỉnh hồi tháng 1 là cũng khá là được một vài tuần. Nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng là cái quá trình giao dịch của chỉ số và của thị trường chứng khoán của chúng ta những cái phiên gần đây thì lại là khá là thận trọng. Mặc dù là cái lượng hàng bán ra thì cũng có thời điểm là chỉ số chúng ta bán ra khá là nhiều, nhưng mà cũng rất may mắn là cái lượng tiền ở cũng hấp thụ khá tốt. Thì cái tâm lý này cho thấy rằng là cái chỉ số mà đang dao động, cái biên độ dao động thì trước đây chúng ta chứng kiến những cái phiên giao dịch với biên độ là khá là lớn, 1-2%, nhưng mà những phiên gần đây thì cái biên độ lại co hẹp dần. Thì cái điều này chứng tỏ là nhà đầu tư, tâm lý nhà đầu tư đã ổn định, đã khá là ổn định rồi. Và có lẽ trong thời điểm này thì cái tâm lý tôi cho rằng là những cái phiên gần đây là nhà đầu tư đang chờ đợi. Nhà đầu tư chờ đợi là gì? Chờ đợi là những cái thông tin rõ ràng có cái vấn đề tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF, cũng như nhà đầu tư chưa có một số nhà đầu tư tôi cho rằng là cũng đang có thể lo ngại rằng là cái vấn đề mà chỉ số vượt qua cái đỉnh này nghe vẻ là chưa được vững chắc lắm, cho nên là các nhà đầu tư này cũng giao dịch là khá là cầm chừng. Nhưng dù sao chăng nữa thì đây cũng là một cái hành động, ấy là cái hành động này tôi cho rằng là cũng khá là tích cực, bởi vì sẽ tạo nên cái sự đậm đặc, cái sự chắc chắn của chỉ số của chúng ta là sẽ có cái mặt bằng giá mà sẽ chắc chắn hơn. Cho cái hướng đi sắp tới thì tôi nghĩ rằng cái tâm lý này sẽ còn tiếp tục là kéo dài trong một vài phiên nữa. Nếu không có bất cứ một yếu tố nào đột phá thì cái tâm lý nhà đầu tư sẽ chờ đợi đến phiên ngày mai là phiên tái cơ cấu các quỹ ETFs, cũng như là sang tuần sau thì tôi cho rằng là sự cởi mở sẽ được coi như là cởi bỏ phần nào cái tâm lý này. Vâng, anh cũng vừa đề cập về việc là trong phiên ngày hôm qua, phiên cuối cùng mà các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư quý 1. Và không ít ý kiến cho rằng nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục này cũng chịu cái áp lực bán rất là mạnh. Thì quan điểm của anh như thế nào về diễn biến này? Đúng là thì đến hè lại lên, chúng ta luôn luôn là chúng ta sẽ phải đối diện với hàng quý là những cái vấn đề tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs, mà đặc biệt là hai quỹ mà chúng ta quan tâm hàng đầu, đó là FTSE ETF và VNM ETF. Thì hai cái trường hợp này, hai quỹ này tôi cho rằng là câu chuyện mà chúng ta đã khá là rõ ràng về vấn đề là quỹ FTSE ETFs là sẽ thêm VRE, Vincom Retail, cũng như là Phát Đạt và Tài chính Hoàng Huy và loại TGTN. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là thông tin ở VNM ETFs là cũng thêm VRE, Vincom Retail và loại TGTN. Thì tôi cho rằng là câu chuyện mà những cổ phiếu trong danh mục của hai quỹ này sẽ phải bán ra. Nếu như thêm VRE, ví dụ như là VNM là thêm VRE khoảng 5%, thì bắt buộc là cái vấn đề là câu chuyện là quỹ này sẽ phải bán những cổ phiếu trên sàn của mình để bảo đảm cái tỷ trọng nó hợp lý. Thì câu chuyện mà bán mạnh tôi nghĩ rằng là không đến mức độ là bán thực sự là mạnh, bởi quá trình những phiên ở đây tôi đã nhận thấy rằng là các quỹ này và các giao dịch nước ngoài cũng xuất hiện là khá nhiều. Thì tôi nghĩ là cái phiên ngày mai thì cái khả năng ấy, cái xác suất khả năng là giao dịch sẽ mạnh hơn. Còn để bán thực sự mạnh thì tôi thấy rằng là ở trong cái tình trạng thị trường như thế này và có một cái những thông tin nó thực sự là rõ ràng, cũng như là cái dòng vốn nội đang hoạt động cũng khá là hiệu quả, cũng không phải là quá tệ về vấn đề thanh khoản, thì cho rằng cái vấn đề hoạt động khối ngoại mà bán thực mạnh ở những cổ phiếu vốn hóa lớn, tôi nghĩ rằng là cái trường hợp này sẽ không xảy ra ở một cái xác suất mà cao. Cảm ơn anh. Tâm điểm thị trường trong giai đoạn hiện nay có thể nói là tiếp tục nằm ở trên nhóm ngân hàng. Và cũng thể thấy là đây là nhóm cổ phiếu mà liên tục lập các cái mặt bằng giá mới khiến cho nhà đầu tư thật là cũng rất là e dè khi mà giải ngân vào nhóm cổ phiếu này. Như thế thì theo anh là thực tế thì mặc dù thực tế thì cái ngành này, cổ phiếu ngành này vẫn đang ở trong cái đà tăng tốc rất là tốt, đúng không ạ? Vậy thì anh nhận định như thế nào về cái đà tăng tốc của cổ phiếu ngân hàng, cũng như là liệu là nhà đầu tư có quá e dè không đến mức cái cơ hội có thể gom hàng tốt trong thời điểm hiện tại? Chúng ta không thể phủ nhận một điều là chỉ số của chúng ta đi đến những cái điểm số như ngày hôm nay là có cộng đóng góp cực kỳ lớn của ngành nhóm ngành ngân hàng. Chúng ta có thể sơ qua một cái những cái yếu tố mà đem lại những cái động lực mà để nhóm ngành hàng tăng trưởng thời gian vừa qua, đó điều chúng ta phải nhìn nhận rằng là năm 2017 đã trải qua rồi, và trong năm 2018
Về vấn đề mà tăng trưởng tín dụng, chính phủ chúng ta cũng đang kiên quyết tâm là tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó là cái vấn đề ổn định về kinh tế vĩ mô, ổn định về lạm phát, dòng vốn ngoại, vốn FDI, cũng như là đặc biệt là vấn đề xử lý nợ xấu. Mà vấn đề xử lý nợ xấu thì tôi cho rằng có cái nghị quyết mà 42, thì cái nghị quyết 42 này đã cho phép một cái điều rất quan trọng là cho phép là VAMC và các tổ chức tín dụng được phép thanh lý tài sản thế chấp, và đồng thời VAMC và các ngân hàng cũng được phép là bán các tài sản nợ xấu là được dưới giá trị sổ sách. Đây chính là cái vấn đề mà cái nút tháo gỡ rất tốt để cho hệ thống ngân hàng là sẽ ngày càng là giải quyết vấn đề nợ xấu được nhanh gọn hơn và hiệu quả hơn. Đồng thời thì chúng ta thấy rằng là vấn đề Basel 2 thì đã được cái lộ trình đã được gỡ bỏ đến 2020, có nghĩa là các ngân hàng đã có thời gian nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, nhiều thời gian coi như để chuẩn bị cho vấn đề hơn, thì lộ trình này sẽ làm cho ngân hàng có những bước đi nó vững chắc hơn, nó không sẽ không bị xáo trộn và không bị những cú sốc. Đấy là những cái điều mà rất tốt để cho cái kỳ vọng và sự phát triển ngân hàng 2018. Nhưng mà chúng ta nói đi nói lại thì chúng ta có vấn đề, tôi cũng phải lưu ý nhà đầu tư rằng là hiện tại bây giờ theo tôi quan sát thấy, những thông tin thấy thì cái lãi suất mà trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm thì đang ở mức 3%, tức là lãi suất khá là giảm. Đồng thời cái lãi suất ngân hàng cũng giảm. Cái điều này chúng ta nhận thấy rằng là khi mà cái vốn huy động, cái yêu cầu của vốn huy động ngân hàng, huy động cứng ấy, chỉ được phép cho vay không được quá 80% cho vốn huy động cứng. Thì có nghĩa là 2% kia thì ngân hàng sẽ quay ra là mua trái phiếu chính phủ. Mà hiện tại bây giờ điều này chứng minh rằng là hiện tại tiền đang dư thừa cho các ngân hàng. Thì chính cái điều này là đã coi như cho thấy rằng là có một điều khá là lo ngại về vấn đề mà sử dụng vốn ở các ngân hàng ở thời điểm này. Và nếu mà chúng ta so sánh một điều, để chúng ta trừ đi lại á, chúng ta trừ đi lại mà CDS, tức là CDS chính là cái mức độ rủi ro mà rủi ro của trái phiếu chính phủ, mà nếu chúng ta trừ đi điều này thì cái mức độ mà lãi suất trái phiếu chính phủ của chúng ta thì lại không bằng lãi suất chính phủ của Mỹ. Cái điều này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là dòng vốn, rất có thể dòng vốn ngoại sẽ rút ra, thì đây cũng là một điều khá là bất lợi cho ngành ngân hàng. Nhưng mà chung quy lại thì rất nhiều yếu tố tác động đến ngành ngân hàng, nhưng chúng tôi cho rằng cái lộ trình của ngành hàng trong 2018 vẫn là một cái ngành ngân hàng là rất sáng. Thì nhà đầu tư mà lỡ thời điểm vừa qua mà chúng ta đã không vào hàng được, không mua bán được, và chúng ta e ngại cái vấn đề mà rất có thể là ngành hàng đang ở đỉnh mà chúng ta đã lỡ rồi, thì tôi nghĩ rằng là cơ hội chúng ta vẫn còn cả năm 2018, không có gì là trễ cả. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng ngành ngân hàng hiện tại bây giờ chúng tôi nhận thấy là có sự phân hóa về giá, bởi ngay trong phiên ngày hôm qua cũng vậy, thực tế là ngày hôm qua chúng ta thấy là sự phân hóa về giá chỉ có ở sàn Thành phố Hồ Chí Minh, không, ngày hôm qua chỉ có là MBB, CTG và CTG, MBB và BID tăng trần là tăng giá thôi, còn tất cả những ngân hàng kia là đa phần là giảm giá. Còn ở sàn Hà Nội cũng vậy, chỉ có là gì, HSB và ACB. Thì đây có nghĩa rằng là trong cái nhóm ngân hàng này, trong tương lai nhà tôi thực sự lưu ý, nếu muốn tham gia thì chúng ta cũng phải có sự lựa chọn thực sự sáng suốt. Vâng, cảm ơn anh. Thế thì anh nhận xét như thế nào về xu hướng thị trường trong thời điểm hiện tại ạ? Thị trường trong thời điểm hiện tại thì tôi nhận thấy rằng cái câu chuyện mà điểm số của chúng ta đã vượt đỉnh khá là lâu rồi nhưng lại không bứt phá được. Rõ ràng là bây giờ hiện tại những cái thông tin, chưa có những thông tin là thực sự đủ mạnh để tạo sự bứt phá, để giải tỏa và cởi bỏ cái tâm lý của nhà đầu tư, để kích thích cái dòng tiền. Bên cạnh đó thì những cái yếu tố gần như thị trường hiện tại bây giờ chúng ta đang vận động trong một cái chu kỳ vận động để tích lũy để có tạo ra một cái chu kỳ tăng trưởng mới, hay chúng ta nói chính xác là tạo ra một cái xu hướng mới. Xu hướng này có thể là giảm, có thể là tăng, nhưng tôi thì vẫn nghiêng về cái xu thế là chúng ta về khả năng là sẽ tăng giá trong thời gian tới, nhưng dĩ nhiên là thực hiện là chưa đủ tất cả các thông tin. Thì tôi thấy rằng là những đầu tư chúng ta kỳ vọng vào chỉ số mà có được bước phá mạnh mẽ thì chúng ta cũng nên chờ đợi có những cái thông tin đủ mạnh, có những yếu tố đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền, để kích hoạt tâm lý nhà đầu tư, cởi bỏ tâm lý này, thì chỉ số chúng ta sẽ mới có những bước đi tiếp theo. Còn nếu không, nếu trường hợp mà ngược lại thì khả năng chỉ số chúng ta sẽ tiếp tục là giao dịch dòng cỏ và có thể có điều chỉnh. Những cái chuyện điều chỉnh này, tôi cho rằng điều chỉnh này sẽ là đem lại cái lợi ích là sẽ tạo nên những cái dòng tiền lành mạnh hơn, đặc biệt những dòng tiền ngắn hạn. Dòng tiền ngắn hạn khi mà điều chỉnh dòng tiền ngắn hạn sẽ bắt buộc trở lại về trạng thái là dòng tiền đầu cơ là sẽ dừng lại và sẽ thận trọng hơn, thì dòng tiền đã lành mạnh, dòng tiền lành mạnh hơn thì thị trường chúng ta sẽ ổn định và vững chắc hơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ hết sức thiết thực trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Trung Nguyên là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Và những chia sẻ vừa rồi cũng là những chia sẻ đến từ chuyên gia chứng khoán, và chúng tôi hy vọng là quý vị
sẽ có những quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đến đây thì bản tin sáng trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chúc quý vị có một buổi sáng làm việc hiệu quả.